Đây là thời điểm xảy ra vụ cháy tại một xưởng giày dép trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, hơn 7 giờ sáng ngày 2 tháng 5 năm 2023, người dân phát hiện cháy bên trong xưởng giày dép trên đường số 5 khu dân cư Hoàng Hải, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Nhiều người chạy đến xem thì thấy cửa xưởng đóng kín. Ngay sau đó, sự việc được báo cơ quan chức năng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Hóc Môn đã điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phá cửa vào chữa cháy. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong xưởng giày dép cháy hư hỏng. Hơn 12 giờ cùng ngày, các nhân công bên trong xưởng giày dép vẫn đang thu dọn hiện trường, đưa những tài sản vật dụng bị cháy ra phía ngoài. Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy, công an đang làm rõ.